À, bà chủ nhá. Cây vả nhiều quả hay quá nhỉ. Đấy, bé mà nhiều quả. Cái này có nhiều tiền không chị? 2,5 triệu. Đấy, rẻ quá. Chị Liên. Đấy, lần đầu tiên thấy cái vả ra chợ có quả ấy. Quả. Đấy. Nó đã ra rồi thì cũng thế, nó phun ra. Hay quá. Nhà bác nào có nhà vườn để vào sung túc này đẹp quá. Sung mật đấy. Sau nó chín nó bằng nắm tay, sướng lắm. Ăn thích. Lại xong cái gì đây? À, cái tục của anh à? Chả biết. Cái giấy gì bao nhiêu? 5 triệu. Bự nhỉ, cái gốc hoa giấy to thế. Bự thật. Đấy. Bự lắm. Rất béo. Cái này phân cây ổi này nhiều tiền không ạ? 5 triệu. Vả có quả là chắc chắn rồi, sướng. Hôm nào ra chơi cái này. Trồng lên cái chậu ở trong nhà có cái cây nó có nhiều quả, nó hay hơn sung nhiều. Vả hay hơn sung nhiều. Đấy là mình chơi theo kiểu sung túc chứ không phải chơi dáng thế chuyên sâu như các cụ ở đây. Mấy chục triệu nó khác. Còn ở đây cái cây ở nhà chơi cho nó sung túc, nó phong thủy. Đấy, lên xe rồi đấy. Chúc mừng anh Quyến. Trời. Để chạy ra mặt sau, tía chạy ra mặt sau quay cái này. Xì. Lên xe anh. Về luôn đấy. Dạ dạ. Chúc mừng anh nhá. Đấy. Không có lối đi để vòng đằng sau. Giá đây chú, báo giá đây nào. Đây. Ông đi ra đây ông báo giá phía dưới anh em biết à. Ông Nhạn à. Chụp. Chụp đúng không? Cây dưới đi chơi. Một chụp. Một người B. Cao từ mặt chậu lên khoảng 50 phân nhỉ? 50 phân. 50 phân. Tân trực. Dáng nung na là vũ nữ thì gì đấy. Đại loại tùy gọi. Trực ra dáng cổ. Tán ghê chưa? Đấy, mưa không lọt xuống đến gốc. Giảm dày. Cái kia là ông để cho vời rồi. Giờ chả biết vời bán bao nhiêu. Giờ chả biết vời bán bao nhiêu. Bán đâu? Mà chả biết vời bán bao nhiêu tiền. Cứ bỏ đi chơi con này mà còn xì thì hay quá. Ồ, con xì con xanh thì quá nhiều tiền. Mai nó cũng đẹp nhưng mà bây giờ mình bắt mình chuộng ấy thôi, xanh xì. Cây này nó gây giá trị riêng. Mai chính là đi quốc tế rồi, mai được giải nhiều. Đúng rồi, mai có hoa, có quả, mà, lá nhỏ, dễ làm. Nhưng mà nó do văn hóa, vùng miền. Nhiều khi đẹp lại không được chấp nhận, không phải không được chấp nhận mà giá lại không bằng cái cây. Cái truyền thống. Cái suối, tí nữa để ra mặt sau quay cái này. Sau đẹp hơn mặt trước. Rồi. Anh nữa, thế này ông mang đúng mỗi cây đấy thì là chất lượng à? Đây, cái này thì xanh kia thế này cũng được. Thế mà không mang ra thì cái anh không tiền hỏi, mang cái này tặng được. Mang ra thì chú Đông Bát. Mang cái dễ chân xong. Mang ra chú Đông Bát. Đây, ông vời này, kiếp chậu. Kiếp quá nhỉ. Chậu này nặng lắm đấy. À, cái trước đây nó không trên cái chậu này của ông à?
vời vời. À, đâu vời đâu mà ra trả tiền. Ở à, đây rồi. Không không bao giá cái này ấy. Bao giá đi. 15 triệu. Cứ tưởng đang ở đâu. Ủa cái cây xương cá này ghê quá nhỉ. Để đi vòng là sau quay mặt sau cái. Chờ em tí nha, em vào gửi. Trả nốt tiền trước mua cây của vời. Đây, cây cũng nhạc. Mặt nào cũng được. Trên xuống đây. Số của ông thì báo nhiều lần lắm rồi các ông. Ông chịu khó theo dõi những cái video tôi đấy. Chơi ở dưới. Để xem các điểm là các giật của nó như nào. Đấy. Quốc hồn quốc quý của Việt Nam này. Quốc quý của Việt Nam. Rất hiếm nhiều tiền nhỉ. Đấy. Quá hiếm. Việt Nam có cái món dưới này là chơi bonsai rất phù hợp. Ông để chìa khóa đây à? Khóa rồi. Chìa khóa bây giờ. Đấy bảo là lúc nào đi qua lại cầm nhầm chết. Chết mệt. Không biết tìm đâu. Đỏ như là đầu như này mà gai đồ này là ông Quyến ông thích lắm. Mini ông Quyến ông vừa bắt cây của ông cũng được đậm đậm bữa nay hai đùi này cái này hòn đá gì đôi năm nữa thì không nhận ra cái đấy. Cái xương cá đấy là bao nhiêu đấy chị? Dạ. Cái xương cá này là bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu. Chó. Đấy. Cái này có những vời. Cái mai rất đẹp. Cái này cho đi triển lãm châu Á Thái Bình Dương được đấy. Lại lấy giải chết. Hàng hàng ấy thôi. Rượu đây, mình cho chứng thử. Rượu thật à? Tám mèo hay gì ấy? Tám mèo à? Ừ, tám mèo mà. Nhìn màu nó biết. Minh anh cho đây. Minh anh chả thấy bắt cái gì, chán dạo này chả thấy bắt cái gì. Rượu mua là chặt rồi. Không phải mở cái thơm thật. Thơm đấy. Thơm. Mà ấy đây. Mở ra là ấy là cho mình hai chai đấy. Chắc biết mình thích cái món này nữa. Để vòng trước nói chuyện đi. Mầm nó to này chứ mình ra trong cái bầy cây không có lối đi quá. Đi vào thì lách lách đổ cây chết. Đấy, mà quay. Đấy, cái này mặt này hay nhỉ. Mai sẽ thử. Thiên nhiên. Quả trậu này nhìn rất hay nhỉ. Khó bê bỏ sư. Nặng đúng không? Mà nó cứ tròn tròn đúng không? Ờ, khó bê nè. Túng vào đâu? Có một chân nó vào đâu? Có chân như này sâu quá. Đâu cỏ này. Cái này là cây gì đấy? Mai chú thủy. Lá lớn à? Lá lớn. Cái này nhìn cảm giác hoa sướng lắm. Rúng rúng dáng vời. Hoa thơm. Véo véo đầm đầm. Thank you.
thằng nào lớn lên thì là kêu mấy đầu nữa là ra đi. Tao cũng về được 201 mà bây giờ là 2.900 đồng đứng bảo hết cả chỗ rồi. Vẽ vời cây nào rẻ không? Đẹp, chúc anh giao lưu thành công, tắt máy để trả nợ anh cái nào.